Mỗi khi mùa mưa đến, gia đình bà Nhàn, ông Thắng, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An lại thở dài, lo lắng vì không biết căn nhà của mình có trụ được hay không. Một căn nhà khang trang, ấm cúng là ước mơ, là mục tiêu để họ phấn đấu hơn nửa đời người. Thế nhưng đến nay, mục tiêu ấy vẫn quá xa vời. Lúc trước có nhà rồi nhưng mà cây mà cây không à. Mưa thì gió hướng này nó tạt hướng này, gió hướng này nó tạt hướng này. Mà cái nóc thì nó cũng dột nữa. Má bệnh lớn tuổi đó, cho nên là đi không được, hiện nằm tại chỗ là ăn uống như sinh hoạt tại chỗ luôn, đi không được. Phải thở oxy hàng ngày. Thì nhà thì nói chung mưa thì dột hết. Với lại cũng gần sập rồi, mà gia đình thì nói chung không ai lao động được. Nhà cửa không có khả năng để xây. Với những người khỏe mạnh, việc xây dựng một ngôi nhà đã khó, thì nói chi đến những người nghèo khó, kém may mắn, bệnh tật triền miên. Hiểu được những khó khăn, niềm mong muốn an cư của bà con nghèo, ngày 21 tháng 7 vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Nam EVN-SPC đã kết hợp với chính quyền huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, thực hiện chương trình trao tặng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Nam và chính quyền địa phương đã đến từng hộ gia đình để thăm hỏi, tặng quà, trao nhà, cũng như động viên để các gia đình vượt qua khó khăn để an cư lạc nghiệp. Mẹ mình có nhà ổn định rồi, cũng không sợ mưa tạt, nắng gió gì đó, cũng rất là mừng, mừng dữ lắm lắm. Không biết nói sao nhưng mà rất là mừng. Nhưng nhiều khi mà không ai hỗ trợ thì đôi khi mình bằng cả đời chưa có cấp được cho mẹ mình cái nhà. Tôi được căn nhà ấm áp như vậy, tôi rất mừng và tôi sẽ phấn đấu làm việc tốt và đi làm hàng ngày. Tôi thường ngày thì mỗi 2 ngày tôi đi trực ở bên huyện bển, thì tôi cũng mong ước là ở gia đình được là ấm, không bị mưa tạt gió lùa, là tôi yên tâm đi làm việc. Những giọt nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc, những nét mặt vui tươi hào hứng của bà con khi được sống trong căn nhà mới khang trang chính là nguồn động lực để Tổng Công ty Điện lực miền Nam tiếp tục hành trình vì cộng đồng. Trong hoạt động an sinh xã hội lần này, Tổng Công ty Điện lực miền Nam còn trao thêm 1.500 quyển tập và 30 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học huyện Tân Thạnh, với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho các em học sinh nghèo để các em vững bước đến trường. Đây là cái huyện vùng sâu vùng xa, huyện còn nghèo, ở vùng nông nghiệp, cho nên là cái điều kiện của các em rất là khó khăn trong cái việc học tập. Đa số là đi làm công nhân hoặc đi làm thuê, làm mướn. Trong cái điều kiện học tập thì mình ủng hộ các nhiều quỹ khuyến học và những quyển tập trao rất là ý nghĩa. Các cháu rất là vui mừng trong cái những cái phần quà mà của mình đã trao cho các cháu. Ngoài Tổng Công ty Điện lực miền Nam, chương trình an sinh xã hội tại huyện Tân Thạnh còn có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Vinasino.